Thưa quý vị, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật tiếp công dân năm 2013, Thường trực Hội đồng Dân dân thành phố vừa thông báo lệ tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng Dân dân thành phố trong tháng 2 năm 2022, cụ thể như sau. Đại biểu Hội đồng Dân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu, thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2022, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Hải Châu số 270 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà, huyện Hoàng Sa, thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2022, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận Sơn Trà, số 2 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận của Hành Sơn, thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2022, địa điểm trụ sở tiếp công dân quận của Hành Sơn, số 486 Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận của Hành Sơn đại biểu hội đồng chân dân thành phố đơn vị quận thanh khê thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2022 địa điểm trụ sở tiếp công dân quận thanh khê số 503 trần cao vân phường xuân hà quận thanh khê đại biểu hội đồng chân dân thành phố đơn vị quận liên chiểu thời gian từ 14 giờ đến 17 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2022 địa điểm trụ sở tiếp công dân quận liên chiểu số 91 ngô thị nhậm phường hòa minh quận liên chiểu đại biểu hội đồng dân dân thành phố Hướng đơn vị quận cẩm lệ thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2022 địa điểm trụ sở tiếp công dân quận cẩm lệ số 40 ông bích đường phường hòa thọ đông quận cẩm lệ đại biểu hội đồng dân dân thành phố Hướng đơn vị huyện hòa văn thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2022 địa điểm trụ sở tiếp công dân huyện hòa văn trung tâm hành chính huyện hòa văn thôn chuyên lâm một xã hòa phong huyện hòa văn